Khánh nghe thấy cô chưa con? Khánh? Ok, nào tiếp tục nhá. Nào chúng ta có từ drive. Drive. Ok, drive có nghĩa là gì con nhỉ? Là xe ô tô. Không phải, đó là lái xe. Là động từ. Được chưa? Tiếp theo, cô có từ ride. Đọc cho cô, ride. 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 Có nghĩa là gì nhỉ? Chạy là... xe. Đạp xe. Đạp xe. Được chưa? Và cuối cùng, cô có từ fly. 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 Fly có nghĩa là gì con nhỉ? Bay, được chưa? Bay trên máy bay ấy, được chưa? Rõ chưa Khánh? Khánh nghe con rõ chưa? Nào đọc lại cho cô ba từ này nhá. Đọc lại cho cô ba từ này nhá. Drive. 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 And fly. Fly. Ok, nào sao mà buồn ngủ đứa con nào, tỉnh táo lên nào, tỉnh táo lên nào. Nào, đọc lại một lần nữa nhá, đọc hay cho cô nào. Drive. Ride. 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 Và cuối cùng là fly. Fly. Ok, con viết ba từ vào vở đi, viết đi con. Hôm nay hơi lắm từ mới một chút. Xong rồi, cơ. Ok, đọc lại ba từ này nhá. Drive. Drive. Right. Right. Why. Ok, được rồi. Nào, tiếp. Nào, con trả lời cho cô câu hỏi nhá. So, how many vehicles can you see? How many vehicles can you see? Có nghĩa là gì nhỉ? Anh dịch cho cô. Anh dịch cho cô xem nào. Dịch đi con. Đọc lại.
How many vehicles can you see? Không biết gì. Không biết gì à? Không biết gì cả. Nào, how many có nghĩa là gì? How many là gì? How many là có bao nhiêu con? Bình thường con vẫn trả lời được cô mà. How many là có bao nhiêu? Vehicles là cái từ con vừa mới học xong đấy. Vehicles có nghĩa là gì? Đến. Không. Vehicles cơ mà con. Cái từ này cơ mà con đã không nhìn thấy màn hình à? Dạ. Vehicles là từ này mà con. Có nghĩa là gì? Là xe cộ. Đúng rồi. Thế vậy có bao nhiêu xe mà bạn nhìn thấy? Được chưa? Bạn nhìn thấy bao nhiêu cái xe? Hiểu không Hoàng? Ok. Nào, dịch đi. Thế là trả lời cô đi. Four. Ok, được rồi. Four. Four hả con? Four thôi hả? Thế con có để ý cái này không? Cái này cũng là xe mà. Xe gì cô? Sao máy bay cô? Đi con. Máy bay mà xe gì cô? Máy bay cũng là một loại xe mà con. Nó dùng để di chuyển đấy con. Được chưa? Cái đây phải là 5 nha. Được chưa? Nào. Tiếp theo con sẽ look at the words. Được chưa? Look at the letters and write the words. Con sẽ nhìn vào các chữ cái. Được chưa? Nhìn vào các chữ cái và sắp xếp chúng tạo thành từ đúng, được chưa? Cô ví dụ chúng ta có âm chữ S này, chữ R này và chữ A thì người ta đã sắp xếp thành chữ car cho con rồi, nghĩa là cái ô tô, được chưa? Tương tự con hãy sắp xếp những cái số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 được không con? Nào cô hướng dẫn Khánh số 1 nhá. Số 1 con sắp xếp được từ nào từ những cái chữ cái này? Bờ trước. Bờ trước đến gì? Đến y. Đúng rồi, từ đến gì? E. A chứ con. A một cuối cùng mới là e. Được chưa? Bike có nghĩa là cái xe đạp, được chưa nào? Tương tự như thế con làm câu 2, 3, 4, 5 cho cô. Con làm đi. Làm câu 2, 3, 4, 5 cho cô. Khánh tập trung vào con. Thank you.
Rồi cô. Nào cô chữa nha. Khánh làm khá tốt đấy. Nào số 2 chính xác là từ plane. Số 3 lorry, motorbike và helicopter chính xác. Nào bây giờ cô hỏi Khánh nhá. Thế từ plane có nghĩa là gì con? Plane có nghĩa là máy bay. Chính xác. Lorry là gì con? Xe tải. Chính xác. Motorbike là xe gì con? Xe máy. Và helicopter. Trực thăng. Chính xác, rất tốt. Đúng rồi. Ok, thế rồi. Thế vậy, hôm nay Khánh phải chăm chỉ về nhà học thuộc từ mới cho cô nhá. Được chưa con? Nhớ chưa con? Mai Khánh vào học lúc 3 giờ cho cô nha Khánh. Ôi. Mai 3 giờ chiều Khánh vào học cho cô nha. Sao giờ? Bởi vì mẹ vừa mới nhắn tin cho cô là con sẽ được đi chơi đến thứ hai, hết thứ hai đúng không? Đâu, đi chơi sáng nay mà. Đâu, mẹ nhắn với cô là con sẽ đi chơi từ thứ bảy đến thứ hai đấy. Thế nên là mẹ bảo là tuần này con sẽ học tăng cường lên để con được đi chơi. Được chưa? Đây này, mẹ nhắn là thứ sáu đi chơi đến thứ hai. Được chưa? Nghĩa là con được nghỉ thứ sáu và thứ hai. Chính vì thế nên là hôm nay và ngày mai con học nha. Con đều học nha Khánh. Nhớ chưa con? Ok. Được rồi. Sao đi chơi cũng không biết thế. Khánh đâu rồi? Bật cam cô xem nào. Bật cam cô xem. Ok. Được chưa? Nhắc lại bài tập hôm nay về nhà của Khánh là gì? Học thuộc từ mới. Nhớ chưa con? Nhớ đấy nhá. Ok. Okay, so this is the end of the lesson today. So goodbye and see you next time. Bye-bye, con. Goodbye, con.